Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 2503/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 đến 1.559,70 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được xác định mức giá tối đa là 1.559,70 đồng trên 1 kWh. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 đến 1.110 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng.